Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị đến từ một thương hiệu rất là lớn của cái thương hiệu đồng hồ thế giới, đó chính là một cái thương hiệu Longines. Và chiếc Longines này thì cá nhân em bật mí một chút, đây là một cái thương hiệu cũng là một cái phiên bản đồng hồ cổ 60 tuổi rồi mà nó còn zin 100% anh em nhá. Và sau đây thì anh em cũng được chiêm ngưỡng nó và được sưu tầm cái mẫu đồng hồ đặc biệt giá trị này. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký và có biểu tượng của chuông, anh em tích vào biểu tượng của chuông để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và sưu tầm những chiếc đồng hồ giá trị anh em nhé. Và đây là cái thẻ card visit của em, đây là shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em. Và tất cả các sản phẩm mà bên em bán ra, bên em cam kết là đều là hàng chính hãng 100%. Nếu mà phát hiện hàng không chính hãng, không đúng như mô tả thì bên em sẽ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và vào nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Longines. Đây là cái bản đồng hồ Longines còn full hộp anh em nhé. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc bốc. Bốc cũng 60 tuổi rồi anh em nhé, rất là giá trị. Và cái bốc này thì nó làm được một cái lớp da cực kỳ là đẹp anh em ạ. Và anh em nào mà bày tủ chiếc đồng hồ này thì hãy nên mua anh em ạ. Những chiếc đồng hồ này lên tủ cực kỳ đẹp. Và em mở chiếc hộp này ra. Đây, một bản đồng hồ đến từ thương hiệu Longines. Và đây là một cái phiên bản đồng hồ Longines với một cái thiết kế kiểu dáng giống những cái thương hiệu đồng hồ như Movado anh em ạ. Và đây là một bản đồng hồ Longines zin 100%. Hộp này, đồng hồ này. Và em sẽ để chiếc hộp ở đây và bắt đầu em quay cận cảnh chiếc đồng hồ này để tất cả các anh em cùng xem. Đây là một cái bản đồng hồ Longines với một cái thiết kế kiểu dáng đơn giản tinh tế và nó rất là nhã nhặn anh em ạ. Zin 100% anh em nhé. Anh em thấy không? Kiếm được những chiếc đồng hồ cổ ấy mà còn nguyên zin như thế này cực kỳ là khó anh em ạ. Và nhất là nó là chiếc đồng hồ với một cái dial nền mặt đen bao công. Anh em cũng biết rồi. Những cái nền mặt đen này này nó rất là khó giữ anh em ạ. Bởi vì là cái nền mặt đen này nó hay bị chóc, với lại nó hay bị bong ở cái nước mặt. Nên là giữ gìn được nó phải nói là phải là người có kinh nghiệm chơi, phải là người có những cái kiến thức nhất định. Và hơn thế nữa, phải là người mà có những cái bản năng sưu tầm cũng như là giữ gìn chiếc đồng hồ cổ anh em ạ. Nó mới còn đẹp như này. Và bản Longines này thì anh em thấy không? Em quay một vòng để tất cả các anh em cùng xem. Còn nguyên zin cả dây này, dây khóa và đồng hồ. Và đây là một cái bản kỷ niệm anh em nhé. Đấy, love của đây là một cái cặp đôi tình nhân. Cái thời điểm năm 1960 thì họ mua cho biếu tặng nhau. Và nó cũng lưu giữ được những cái giá trị riêng anh em ạ. Và cái bản Longines này thì được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Và nó chạy với bộ máy nên có tay. Và em nên có để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này rất là dễ dùng thôi anh em ạ. Đây, đầu tiên này, anh em muốn mua và khi nhận hàng thì anh em nên có cho nó này. Có nghe rất là êm. Đấy, anh em nghe thấy không? Rất là mượt. Lên phát là kim dây chạy luôn. Đó. Và chiếc Longines nền mặt đen bao công này nhìn nó rất là hút và đã lắm anh em ạ. Em nên có tay cho nó. Và khi lên có xong anh em, chiếc đồng hồ này thì có hai lịch ở vị trí khớp 3 giờ anh em nhé. Đấy, và ở vị trí 12 giờ thì có đính một cái hột xoàn kim nhân tạo và bộ cọc số làm từ thép, cái tông đờ mi anh em nhé, cực kỳ hiếm trong những cái dòng đồng hồ cổ anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này có hai lịch ở vị trí 3 giờ. Đấy, nên là thiết kế của chiếc đồng hồ này nó có hai nấc chỉnh anh em nhé. Nấc thứ nhất đấy là một nấc chỉnh lịch anh em ạ. Đây, em vừa rút ra đây nấc thứ nhất này. Anh em xe nhẹ đấy. Đây là ngược chiều thì nó nhảy ngược lại, còn xe xuôi theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ nhảy đấy, chủ nhật ngày 16. Và rất là dễ sử dụng thôi anh em ạ. Và nấc thứ hai, anh em rút hẳn ra thì là chỉnh giờ anh em ạ. Đây là vị trí 6 giờ này. 7 giờ 20 này. Và anh em đóng vào và anh em đeo sử dụng thôi anh em ạ. Và bản đồng hồ này còn nguyên zin cả dây khóa và zin 100% anh em nhé. Đấy, em rước vàng này, anh em cùng chiêm ngưỡng. Nó rất là đẹp và không bong chóc gì cả. Đấy, dây cũng rất là đẹp.
Và đáy của nó đây anh em ạ, đáy có chuyện những cái thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ Longines này. Hãy bàn đồng hồ kỷ niệm. Chiếc đồng hồ này phải mở mặt anh em ạ. Nên là bộ máy của những chiếc đồng hồ mở mặt ấy, nó cực kỳ mới và gần như là ít người mở ra, nên là nó gần như là không ai xem vào và cái tác động ngoại lực vào cái bộ máy này nó cũng cực là cực ít, nên là nó còn giữ được những cái độ nguyên zin nhất định anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này em lấy tay để tất cả các anh em cùng xem, anh em thấy không, nó rất là nhã nhặn anh em ạ, sang trọng cực kỳ luôn. Anh em nào mà đang yêu thích những chiếc đồng hồ mà dây kiểu liền dây như thế này và nó zin 100% thì đừng bỏ lỡ sản phẩm Longines này. Thương hiệu nó đã mạnh rồi mà cái kiểu dáng thiết kế ấy, nền mặt đen bao công này cũng như là đính một viên kim ở chính giữa 12 giờ thì cực kỳ là khó kiếm được anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 35, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Nó mỏng 10mm. Và chiếc đồng hồ này thì bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang giao lưu là 14.800.000 đồng, zin 100% anh em nhé. Nếu mà anh em phát hiện mà không phải hàng zin và không đúng như lời mô tả, phát hiện đây là hàng fake thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành chính hãng đồng hồ cổ anh em nhé. Và shop đồng hồ cổ của em bán hàng dựa trên cái niềm tin, sự uy tín, nên là anh em cứ yên tâm sưu tầm sở hữu những chiếc đồng hồ cổ bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop đồng hồ cổ em trong suốt thời gian dài vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn và em xin kết thúc video tại đây anh em nhé.